Em chào các anh các chị, chào toàn thể các bạn. Hôm nay thì nhà em lại cắt cành chiết các anh các chị nhé. Hôm nay vườn cắt được 23 giống. Để em điểm danh các loại nha. Suirarat này. Red Berry các anh các chị nhé. Chùm dài này này. Lirage 230. Suruku Nhật Bản trắng. Royan đỏ thơm này. Zeppelin tím thơm. Yellow My Love màu vàng. Yepulik. Eva Villa Song này. Đây nha. Juniet các anh các chị ơi. Đây là cái bông hồng triệu đô đấy các anh các chị nhá. Ta dây này màu hồng dễ chăm lắm. Cái Eve Mai đen thơm lừng lừng đây. Đây lại là Zeppelin hoàng tử đen. Lady Hirum này. À đây nhá. Đây là cái Z Apple mà mọi người hay hỏi đấy. Cái bông táo đỏ đây này. Bền. Sai hoa, hoa chùm mà cái màu đỏ rất chi là tươi đấy. Thì hôm nay em có cành chiết nhá. Sơ ua. Hôm nay toàn những cái giống rất chi là dễ chăm, dễ trồng. Màu rất là đẹp. Sóc GT này. Sóc EAT màu tím chùm thơm. Cắt rất nhiều nha các anh các chị nhá. Yvette Winsela. Yvette Winsela này. Một bó luôn. La Phong nhá các anh các chị nhá. La Phong hôm nay chỉ được độ khoảng 60 cành thôi. Đây là cái Report White màu vàng. Màu vàng rất sai hoa, rất dễ chăm sóc. Đứng sau cái hồng xeo thôi các anh các chị nhá. Em vừa mới tách đóng gói một cái bao phân này Enterot, cái hàng này hữu cơ của Bỉ, rất tốt cho hoa hồng, các loại cây cảnh và cây ăn trái. Thì em vừa mới tách gói ra để đóng cho các anh các chị như này nhé. Cái hàng này thì nhà máy nhập về mà có cái túi, có túi bán lẻ cho mọi người đấy ạ. Thì các anh các chị cứ thử xa tra trên Google thì nó sẽ ra nhà máy bán cái túi gói 1 kg là 70.000 đồng nhá. Thì đây em tách ra em bán cho một người, vì nhà em thì toàn nhập bao to thôi. Thì em sẽ tách ra và em bán một cái túi 2 cân như thế này. Là 70.000 đồng nhá. Ai mà lấy từ 2 gói tức là 4 cân sẽ là 140 và miễn phí ship. Các anh các chị nhá. Em sẽ miễn phí ship cho các anh các chị từ đơn hàng 4 cân phân nha. Tức là 2 gói. 2 gói như thế này. Đây em đang đóng cho mọi người này. 2 gói sẽ là miễn phí ship vận chuyển nhá các anh các chị nhá. 140.000 miễn ship. Đợt này thì em cũng sẽ đóng lân lâm thao và cái NPK hạt xanh của Mỹ bán cho mọi người. Nên ai có nhu cầu thì cứ liên hệ lại với em qua số điện thoại 0915 882513 nhé. Đợt này sẽ tri ân mọi người nên là sẽ có chương trình miễn ship các anh các chị nhé. Và cái giá cành chiết của ngày hôm nay cũng rất chi là mềm. Từ bây giờ là mọi người lấy từ 20 cành. Thôi từ 10 cành đi. Từ 10 cành em sẽ lấy giá 22, không phải là 25.000 nữa. 22.000 một cành. 220.000 một chục cành cộng với 30.000 tiền ship. Mọi lần mọi người là phải giá là
250.000 trên 10 cành và cộng với 30.000 tiền ship nữa là hết 280.000, thì giờ mọi người mua chỉ có 220.000 trên 10 cành và cộng với 30.000 tiền ship. Tức là các anh các chị hết tổng số là tròn 250 nhá. Đây là một cái chương trình tri ân từ giờ đến Tết luôn nhá. Các anh các chị nhá, vẫn áp dụng giá này. Và bây giờ là sẽ có, đợt này là em chiết khoảng một xào La Phong, một xào Report White và Winsela và rất nhiều những cái giống hot khác mà vườn hoa Hồng Nhung luôn cung cấp cho các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Nên là mọi người cứ comment để chọn những cái giống đẹp nhất nhá mà mình chưa có. Vì là nhà em thì rất nhiều giống. Thì hôm nay thì chỉ cắt được khoảng 23 giống. Nếu mà ai chưa có giống nào thì tất cả những cái chỗ mà em cắt hôm nay đều rất là dễ trồng, sai hoa, hoa to, hoa đẹp và thơm các anh các chị nhá. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn hoa Hồng Nhung nha.